Minh được tử vi hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình nhiều cát tinh trợ lực, thần tài dẫn bước, vượng vận quý nhân, sự nghiệp hiển vinh, tài lộc thăng tiến, có nhiều cơ hội trúng số, trúng thưởng, giàu có hơn người, đổi đời ngoạn mục. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, đúng trong tháng 9 âm lịch 2024, tuổi Giáp Tý sinh 1984. Hết cơn bỉ cực tới hồi Thái Lai, ăn ở phúc phận, trời thương Phật độ, số mệnh giàu sang phú quý, hốt về tiền tỷ, giàu có cực đỉnh. Quý khán giả thân mến, trong hành trình sống của mỗi người, không ai có thể tránh khỏi những lần vấp ngã hay đối diện với thất bại. Điều quan trọng không nằm ở việc chúng ta gặp khó khăn hay không, mà là cách chúng ta phản ứng trước những trở ngại đó. Việc lựa chọn bỏ cuộc hay kiên cường tiếp tục tiến lên phụ thuộc hoàn toàn vào sức mạnh, ý chí của từng cá nhân. Thực tế cho thấy, không có thành công nào đạt được mà không trải qua những thất bại. Vì thất bại là mẹ của thành công, mỗi lần thất bại có thể mang đến nỗi buồn, cảm giác thất vọng, thậm chí là đau đớn, nhất là khi chúng ta đã rất toàn lực nhưng vẫn chưa đạt được mục tiêu mình mong muốn. Trên con đường chinh phục ước mơ và đạt được thành công, chúng ta sẽ đương đầu với nhiều khó khăn và vấp ngã. Tuy nhiên, sau khi đứng lên từ những thất bại, chúng ta sẽ rút ra được nhiều bài học quý giá cho bản thân, tích lũy thêm kinh nghiệm sống và hoàn thiện bản thân. Mới đây nhất, thầy tử vi tiết lộ rằng, đúng tháng 9 âm lịch tới đây, người tuổi Giáp Tý sinh 1984 là con giáp khổ tận cam lai. Trước kia càng khó khăn, vất vả bao nhiêu thì tháng 9 âm lịch này trở đi lại càng sung túc và giàu có bấy nhiêu. Nếu nắm bắt được thời cơ thì chắc chắn bản mệnh sẽ trở thành con giáp vừa giàu có lại nhàn hạ trăm bề. Phúc đức đầy tay, tiền bạc đầy nhà mà khổ cực đều tan biến, nhường chỗ cho sự an nhiên, nhiều tiền và viên mãn. Để hiểu rõ vận trình trong tháng 9 âm lịch này diễn biến như thế nào, hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi khám phá chi tiết vận may từng ngày và những bước cần thực hiện để nắm bắt cơ hội, tránh xa xui xẻo, giúp tuổi Giáp Tý tận dụng tốt nhất thời điểm này nhé. Tuổi Giáp Tý sinh 1984 cầm tinh con chuột, đứng ở vị trí đầu tiên trong số 12 con giáp. Tuổi Giáp Tý thường là người tiên phong dẫn đầu trong công việc. Họ có tài lãnh đạo và luôn đóng góp những ý tưởng độc đáo, sáng tạo khi làm việc tập thể. Họ sẵn sàng đối mặt với những khó khăn để đem lại thành công, sự giàu sang cho mình. Họ sẽ không bao giờ hứng thú với những công việc nhàm chán, đơn giản. Giáp Tý muốn thử sức mình trong những lĩnh vực khó khăn, khắc nghiệt hơn. Họ dành cả đời để theo đuổi tiền bạc và địa vị. Nếu như không có hai thứ đó, cuộc sống của họ tưởng chừng như không còn ý nghĩa. Giáp Tý nhanh nhẹn, thích nghi với sự thay đổi của hoàn cảnh. Làm công việc gì họ cũng nhất định phải đạt được thành công như ý mới thôi. Họ tuyệt đối không để mình thua kém một ai. Đôi khi những tham vọng về công danh, địa vị, tiền bạc khiến cho họ trở nên thực dụng trong mắt mọi người. Giáp Tý giỏi trong việc kiếm tiền nhưng họ không chi tiêu hoang phí, ngược lại còn rất tiết kiệm. Họ là những người cởi mở, thân thiện trong cuộc sống, luôn tốt bụng, giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có khả năng điều khiển cảm xúc, hành động của bản thân, không bao giờ mất tự chủ trong nóng giận. Bởi vậy, họ xây dựng được nhiều mối quan hệ thân thiết, gắn bó. Giáp Tý có trí nhớ khá tốt, điều đó khiến họ thu thập và lưu trữ được một lượng thông tin khổng lồ. Hãy hỏi Giáp Tý về bất kỳ lĩnh vực gì thì họ sẽ chia sẻ một cách cởi mở nhất. Nếu như bạn đang lo lắng sợ họ sẽ gặp nguy hiểm, thì tốt hơn bạn nên lo cho bản thân mình, bởi bản năng của những người này là chinh phục khó khăn, thử thách, nguy hiểm. Giáp Tý thực sự là những con người của công việc, họ lúc nào cũng trong trạng thái suy nghĩ bận rộn. Những người này thích nhận xét, đánh giá và chỉ đạo người khác,
Điều đó đôi khi khiến đối phương cảm thấy khó chịu, tức giận, nhưng đã là thói quen thì dường như giáp tý khó có thể thay đổi được. Giáp tý cẩn thận và nghiêm khắc trong công việc. Nếu trở thành người lãnh đạo, họ sẽ giám sát nhân viên của mình rất kỹ càng, không một hành động sai trái nào có thể lọt được qua tầm mắt của họ. Họ tuyệt đối không thích ưa nịnh và không bao giờ hợp tác với những người lười biếng, há miệng chờ sung. Họ không bao giờ chi tiêu một cách hoang phí. Trong mắt mọi người, giáp tý rất cẩn thận và chặt chẽ, chẳng ai có thể lấy đi bất cứ thứ gì của họ. Giáp tý rất kín đáo, nếu là những chuyện bí mật thì họ sẽ không chia sẻ ra bên ngoài. Họ sống giàu tình cảm, yêu thương, quan tâm, chăm lo hết mực cho gia đình của mình. Dù rất bận với công việc nhưng họ luôn biết cách sắp xếp thời gian để bên cạnh gia đình, tận hưởng không khí ấm áp, hạnh phúc. Nữ mệnh tuổi Giáp Tý là người tài giỏi, có năng lực. Trong suốt cuộc đời, họ gặt hái được rất nhiều thành công, may mắn và tài lộc. Cuộc sống và con đường sự nghiệp của nữ mệnh trải qua nhiều thăng trầm và vất vả. Những thành công luôn chờ đợi họ ở cuối con đường đó. Trong tình cảm, đây là những người phụ nữ rất may mắn hôn nhân, vừa hạnh phúc lại vừa có lộc tiền tài. Cả cuộc đời gặp nhiều điều vận may, sự nghiệp tuy vất vả nhưng lại thành công lớn. Về mặt tình cảm thì rất thuận lợi, sau kết hôn có vận tài lộc, về già được hưởng phúc con cái. Nam mệnh tuổi Giáp Tý. Xem tử vi thấy rằng, ngay từ khi còn nhỏ, cuộc sống của Giáp Tý đã gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Bởi vậy khi lớn lên, họ ý thức được ước mơ, hoài bão với những dự định trong cuộc đời mình. Tuy phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách, nhưng những người này chưa bao giờ chán nản, bỏ cuộc. Họ xem gia đình là nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh giúp họ vươn tới thành công. Thông minh, sắc sảo, ý chí hơn người. Tuy trong cuộc đời gặp nhiều trắc trở nhưng Giáp Tý không bao giờ rơi vào cảnh thiếu thốn, khổ cực. Tinh thần của họ lúc nào cũng trẻ trung, lạc quan phơi phới và có niềm tin vào tương lai tươi sáng phía trước. Quý khán giả thân mến, sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Giáp Tý sinh 1984 trong tháng 9 âm lịch 2024. Tử vi tháng 9 âm lịch này dự báo thời điểm này có ảnh hưởng quan trọng đến cuộc sống và sự nghiệp của tuổi Giáp Tý, bởi những bước đi của bản mệnh sẽ tác động trực tiếp đến thành quả mà bạn sẽ nhận được vào cuối năm 2024 này. Trong tháng 9 âm lịch này, bản mệnh sẽ phải đối mặt với những thách thức và cơ hội mới trong sự nghiệp. Cho dù bạn đang tiếp tục làm công việc hiện tại hay đang bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình, bạn cũng sẽ phải đưa ra những quyết định quan trọng. Xét về mặt tài lộc, tháng 9 âm lịch là mùa thu hoạch của tuổi Giáp Tý. Trong giai đoạn này, bạn có thể nhận thêm các khoản thu nhập bất ngờ hoặc một số cơ hội đầu tư có giá trị. Con giáp này nên duy trì sự tỉnh táo và ổn định trong quản lý tài chính. Trên phương diện tình cảm, trong tháng 9 âm lịch, các mối quan hệ của tuổi Giáp Tý cũng có một số thay đổi. Người độc thân có cơ hội kết bạn mới hoặc phát triển mối quan hệ với người bạn thầm mến. Với người đã lập gia đình, vợ chồng bạn sẽ có những cuộc trò chuyện sâu sắc giúp giải quyết khúc mắc và hàn gắn rạn nứt từ trước đó. Về phương diện sức khỏe của bản mệnh, trong tháng 9 âm lịch này không có vấn đề nào phải lo lắng, song những tác động từ môi trường, thời tiết, công việc bận rộn, điều này vẫn có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn. Bạn nên tăng cường vận động thể chất, duy trì thói quen làm việc và nghỉ ngơi để cơ thể luôn khỏe mạnh. Và tiếp theo chương trình, ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện của tuổi Giáp Tý sinh 1984 trong tháng 9 âm lịch. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Giáp Tý sinh 1984 trong tháng 9 âm lịch 2024. Tử vi tháng 9 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, bước sang tháng 9 âm lịch này, con đường công danh, sự nghiệp của người tuổi Giáp Tý khá lý tưởng. Các cát tinh tả phù và chính ấn dự báo, con giáp này làm gì cũng có quý nhân nâng đỡ, các khí dây quanh, mọi dự định đều được hoàn thành như mong muốn ban đầu. Cho dù bản mệnh đang tiếp tục làm công việc hiện tại hay đang bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình, thì bạn cũng sẽ phải đưa ra những quyết định quan trọng. Dù hung tinh thiên cẩu vẫn sẽ mang đến một vài thách thức nhất định, nhưng cơ hội để bản mệnh bứt phá cũng không ít. Bạn có thể nắm bắt cơ hội trong tháng 9 âm lịch này để dũng cảm thực hiện những bước đi của riêng mình, thử những cách làm việc mới hoặc tìm kiếm đối tác mới. Sức sáng tạo của bạn chưa bao giờ ngừng, chỉ cần thêm một chút táo bạo và chủ động thì bạn sẽ mở ra cho mình những hướng đi rất sáng.
Tháng này sẽ là thời điểm thích hợp để người tuổi Giáp Tý đạt được những đột phá. Điều quan trọng mà tuổi Giáp Tý cần lưu ý là việc duy trì giao tiếp tốt trong quá trình làm việc nhóm. Điều này sẽ đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy sự phát triển sự nghiệp của bạn. Ngoài ra, con giáp này cũng nên tiếp tục học hỏi để nâng cao trình độ và năng lực chuyên môn khiêm tốn. Hãy xin lời khuyên từ cấp trên hoặc người đi trước nếu có điều gì không hiểu. Điều đó sẽ giúp bạn khắc phục những khó khăn trong công việc, đạt được kết quả tốt, đồng thời rèn luyện bản thân và tích lũy kinh nghiệm. Tháng này, bản mệnh cũng sẽ có một số cơ hội đi công tác, người tuổi Giáp Tý có thể được mở mang và trải nghiệm nhiều hơn. Mặc dù công việc khá bận rộn, nhưng bản mệnh cũng sẽ nhận thấy năng lực của mình và nhanh chóng được thể hiện. Nhìn chung, đây không phải là một tháng tuổi Giáp Tý có thể đưa ra hành động vội vàng, rất dễ dẫn đến những hậu quả khó lường. Thời điểm này, bạn nên đề cao sự ổn định, sắp xếp các kế hoạch thật kỹ càng trước khi đưa ra quyết định lớn. Mặc dù có rất nhiều dự định trong tháng 9 âm lịch này, nhưng bạn không được nôn nóng mà hãy cân nhắc tìm hiểu thông tin từ nhiều nguồn. Thử thách lớn nhưng không phải không nhìn ra những điểm sáng trong vận trình. Nhất là khi có các tinh tả phù trợ, nếu con giáp này biết biến thách thức thành cơ hội, chăm chỉ và cố gắng làm việc hơn, bạn vẫn có thể đạt được những thành tích khả quan. Bản mệnh cũng cần phải luôn giữ đầu óc tỉnh táo, sáng suốt, đặt ra những mục tiêu rõ ràng cho mình. Dù hoàn cảnh trước mắt có không đúng với mong muốn của bạn, bạn cũng không nên chán nản, trì trệ, thậm chí nghĩ đến việc bỏ cuộc. Thành công sẽ tới với người luôn kiên định với lựa chọn của mình. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Giáp Tý sinh 1984 trong tháng 9 âm lịch 2024. Tử vi tháng 9 âm lịch của tuổi Giáp Tý cho thấy tài chính trong tháng 9 âm lịch này của người tuổi Giáp Tý khá tốt. Dù là chính tài hay thiên tài thì cũng đều có thu hoạch rõ rệt. Điềm báo tử vi cho thấy, trong giai đoạn này, bản mệnh có thể nhận thêm các khoản thu nhập bất ngờ hoặc một số cơ hội đầu tư có giá trị. Tháng này tương đối thuận lợi cho những người làm ngành bán hàng và kinh doanh vì có thể thu hút được nhiều khách hàng hơn. Hầu hết nhân viên văn phòng vẫn nhận được mức lương như trước, không tăng cũng không giảm, nhưng vẫn sẽ có những khoản hoa hồng, phụ cấp nhờ biểu hiện chăm chỉ và nổi bật của bạn. Con giáp này nên duy trì sự tỉnh táo và ổn định trong quản lý tài chính, tránh các khoản đầu tư có tính rủi ro cao, xử lý các giao dịch tài chính với người khác một cách cẩn thận. Một số cơ hội đầu tư tốt có thể cần nhiều thời gian hơn để xem xét và chuẩn bị, nhưng cuối cùng cũng sẽ mang lại lợi nhuận đáng kể. Bạn chớ nên chạy theo xu hướng nhất thời, càng không nên mù quáng làm theo người khác mà không có kiến thức căn bản. Kẻo mất tiền như chơi. Điều quan trọng nhất đối với người tuổi Giáp Tý là kiểm soát kỳ vọng của bản thân và tránh bị lòng tham che mờ mắt. Nhìn chung, phương diện tài chính duy trì ở mức ổn định đã có thể coi là may mắn. Tháng này bạn nên tập trung vào những việc đang tiến hành dang dở. Không nên mở màn quá nhiều khi vận khí bớt ổn, có thể khiến kế hoạch đổ bể nửa chừng, gây hao tài tốn của. Đừng quên nguyệt lệnh lâm đất tử. Nếu có đầu tư kinh doanh bạn nên tiến hành ở quy mô nhỏ, tránh hùn quá nhiều vốn cùng lúc kẻo không thu hồi được vốn liếng mà còn mất thêm các khoản tích góp sẵn có. Người kinh doanh nên tập trung hơn cho chất lượng sản phẩm, đừng chỉ mãi mê chạy theo trào lưu, bởi trào lưu chỉ có tính nhất thời. Đầu tư ồ ạt sẽ dễ dẫn tới tình trạng tồn đọng hàng hóa dư thừa, trong khi đó, chất lượng bền vững mới là thứ để níu chân khách hàng lâu dài. Vấn đề chi tiêu cũng cần được cân đối cho phù hợp với mức thu nhập và mức sống hiện tại. Tuổi Giáp Tý có thể cắt giảm các khoản mua sắm không cần thiết, giữ tiền trong túi thay vì hoang phí quá đà như trước đó. Xét về phương diện tình cảm, gia đình và các mối quan hệ của tuổi Giáp Tý sinh 1984 trong tháng 9 âm lịch 2024. Tháng 9 âm lịch này, phương diện tình duyên của tuổi Giáp Tý khá kém sắc. Thậm chí vợ chồng dễ cãi cọ vì những quan điểm mâu thuẫn nhỏ nhặt. Nếu không biết kiềm chế bản thân, tình cảm đôi bên có thể sẽ rạn nứt. Có thể trong thời gian vừa qua, con giáp này quá mải mê với công việc, nên khó chu toàn cả vấn đề tình cảm riêng tư. Tình cảm không được bồi đắp thường xuyên sẽ dần xuất hiện khoảng cách nguội lạnh rất nhanh. Công việc vốn đã áp lực nhưng nếu không được nửa kia thông cảm, bản mệnh rất dễ mất kiên nhẫn trước những trách móc từ người ấy. Tuy nhiên, vấn đề có thể không nghiêm trọng đến vậy nếu ban đầu bạn lựa chọn chia sẻ với đối phương thay vì im lặng làm mọi thứ một mình. Người độc thân tháng này nên dành nhiều thời gian gặp gỡ,
hẹn hò nhiều hơn thì mới mong đường tình duyên có nhiều khởi sắc. Một số người thường xuyên buồn phiền, đa sầu đa cảm, có những suy nghĩ tự ti nên ngại không muốn mở rộng lòng mình, khó có thể tìm được một người như ý. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Giáp Tý sinh 1984, trong tháng 9 âm lịch 2024. Tháng 9 âm lịch này, sức khỏe của người tuổi Giáp Tý gặp không ít trục trặc, dù không phải vấn đề nào quá nguy hiểm, nhưng tình trạng lao lực dễ xảy ra, gây không ít hệ lụy khó lường. Tháng mà nguyệt lệnh đi vào đất tử, con giáp này thường phải căng thẳng đầu óc trong thời gian dài vì áp lực công việc, dẫn đến ăn uống kém ngon. Chất lượng giấc ngủ giảm sút, có thể bị sụt cân nhẹ, bạn cần tìm cách thư giãn nhiều hơn, tìm cách cân bằng được thời gian làm việc và nghỉ ngơi. Thường xuyên vận động và có chế độ ăn uống hợp lý, có như vậy sức khỏe mới đảm bảo. Bên cạnh đó, tuổi Giáp Tý cần chú ý các bệnh do ảnh hưởng tâm lý, tránh suy nghĩ bi quan. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo ngay sau đây sẽ là những ngày may mắn trong tháng 9 âm lịch 2024 cho tuổi Giáp Tý sinh 1984. Ngày mùng 6 tháng 9 âm lịch. Ngày này, người tuổi Giáp Tý biết nhìn nhận lại để kiểm điểm bản thân và khắc phục những điểm chưa tốt của mình. Bản mệnh dũng cảm hỏi ý kiến của những người đi trước và nhận được những lời khuyên quý giá. Ngày mùng 7 tháng 9 âm lịch. Ngày này, người tuổi Giáp Tý có thể gây ấn tượng tốt đẹp với cấp trên, được nhiều đồng nghiệp và bạn bè xung quanh tôn trọng. Một số người có thể nhận được quyết định thăng chức, tăng lương. Ngày mùng 9 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, người tuổi Giáp Tý xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp và hợp tác ăn ý với mọi người xung quanh. Các công việc lớn nhỏ tiến triển tốt đẹp theo đúng dự kiến. Ngày 11 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, bản mệnh biết được khách hàng cần gì nên luôn đi trước một bước, thậm chí trở thành người tiên phong trong một lĩnh vực nào đó. Bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công, thậm chí tìm ra điểm mạnh của bản thân và phát huy đúng lúc, đúng chỗ. Ngày 13 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, bản mệnh tạo dựng được lòng tin cho khách hàng. Bạn không cần phải quá phô trương, chỉ cần cung cấp cho khách hàng những mặt hàng với chất lượng tốt và mức giá hợp lý thì người mua chắc chắn sẽ quay lại. Ngày 15 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, chỉ cần người tuổi Giáp Tý nghiêm túc với công việc của mình thì mọi việc sẽ dần dần vào guồng, nhiều rắc rối giảm bớt, bạn có thể yên tâm hơn rồi. Ngày 20 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, khả năng của bạn có thể phát huy được ở mức tối đa. Bạn vẫn có thể gây ngạc nhiên và tạo được ấn tượng với người khác, ngay cả khi bạn thực hiện những công việc quen thuộc nhất. Bạn có thể thử kinh doanh thêm một vài mặt hàng mới, sẽ có cơ hội thu hút thêm một lượng khách hàng mới nữa và đem về nguồn thu nhập khá triển vọng cho bản thân. Ngày 22 tháng 9 âm lịch. Bản mệnh hãy trao đổi, tâm sự những khó khăn của mình với nửa kia, bạn sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Đồng thời, có thể người đó sẽ đưa ra được những hướng giải quyết phù hợp, giúp bạn vượt qua khó khăn. Ngày 29 tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, bản mệnh nắm bắt được xu thế của thị trường nên lượng khách hàng ngày càng đông đúc. Có thể bạn sẽ phải bận rộn một chút, song khoản tiền kiếm được sẽ đem tới cho bạn thêm nhiều động lực. Quý khán giả thân mến, tiếp theo ngay sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết từng tuần của tuổi Giáp Tý sinh 1984 trong tháng 9 âm lịch 2024. Tử vi tuần 1 trong tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Giáp Tý sinh 1984. Tuần này do tác động của cục diện tương phá, người tuổi Giáp Tý có điềm tiểu nhân phá hoại, khiến cho con giáp này làm gì cũng không được yên. Bản mệnh phải vất vả ngược xuôi để xử lý những vấn đề bất ngờ phát sinh, mà nếu không nhanh chóng giải quyết thì nó sẽ ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Cũng may trong tuần có chính quan trợ dẫn nên sau những nỗ lực bền bỉ của bạn, mọi chuyện rồi cũng êm xuôi. Bạn được cấp trên nhìn nhận công sức và đánh giá cao cho những cống hiến của mình trong công việc. Điều đó cũng an ủi phần nào và tạo động lực cho tuổi Giáp Tý cố gắng nhiều hơn nữa. Trong tuần thổ khí dượng còn nhắc nhở bạn nên chú ý chăm sóc sức khỏe bản thân. Dù công việc bận rộn, vất vả, hãy sắp xếp thời gian hợp lý để dành ra khoảng trống giải lao. Nhớ ăn uống đầy đủ để tăng sức đề kháng cho mình trước bệnh tật. Tử vi tuần thứ 2 trong tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Giáp Tý sinh 1984. Tuần này do chịu ảnh hưởng từ cục diện tương xung, người tuổi Giáp Tý cảm thấy tinh thần của mình khá bức bối,
chỉ muốn được giải thoát khỏi tình trạng này. Sự nóng nảy của bạn rất có thể sẽ gây ảnh hưởng đến hòa khí với mọi người xung quanh. Vì thế, tốt nhất bản mệnh nên kiềm chế và kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn. Chẳng những vậy, thiên quan báo hiệu đường công danh dễ gặp trở ngại, do có kẻ ngáng đường không cho con giáp này tiến bước tới thành công. Ganh ghét, đố kỵ tạo ra kẻ thù, bạn cần sáng suốt để đối phó với những chiêu trò của kẻ xấu. Chuyện tình cảm của tuổi Giáp Tý tuần này cũng không mấy suôn sẻ, hôn nhân nảy sinh nhiều mâu thuẫn, vợ chồng thiếu sự thông cảm và thấu hiểu, chẳng thể đồng tâm hiệp lực để bảo vệ tổ ấm. Hai người ở bên nhau nhưng còn bận tâm nhiều chuyện trong cuộc sống mà không thực sự quan tâm đến đối phương, khiến cho tình cảm phai nhạt dần. Tử vi tuần thứ 3 trong tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Giáp Tý sinh 1984. Tuần này cục diện tương hình khiến cho người tuổi Giáp Tý cứng đầu, cứng cổ, không chịu tiếp thu ý kiến của người khác. Thậm chí bản mệnh tự coi mình là người tài giỏi nhất nên hay tỏ ra coi thường đồng nghiệp xung quanh. Bản tính kiêu căng, tự phụ có thể khiến bạn lâm vào rắc rối. Người làm ở vị thế cao cần chú ý khi muốn góp ý hoặc phê bình ai. Bạn nên sử dụng những từ ngữ nghiêm khắc nhưng vẫn không kém phần khéo léo. Chớ nên trách móc cấp dưới quá nặng nề, gây gắt kẻo tổn thương đến lòng tự trọng của người nghe. Trong tuần mộc khắc thổ, chuyện tình cảm giữa vợ chồng bạn tuần này không được như ý muốn. Đôi bên có thể tranh cãi vì một số vấn đề tưởng chừng nhỏ nhặt. Hai người cần tìm cách dung hòa những điểm khác biệt của mình. Tử vi tuần cuối cùng trong tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Giáp Tý sinh 1984. Tuần này nhờ có tam hội xuất hiện, mang tới cho người tuổi Giáp Tý nhiều cơ hội quý giá, nhưng dường như bạn đang có chút chần chừ nên rất dễ bỏ lỡ. Đáng tiếc vì không phải tuần nào cũng là tuần may mắn của bạn, vậy nên một khi thời cơ xuất hiện, bản mệnh hãy tận dụng lợi thế của mình. Tuần này nhờ có thực thần phù trợ, người làm kinh doanh có thể phát tài ngoài ý muốn. Con đường làm ăn của bạn có nhiều bước phát triển khởi sắc, hãy lấy đó làm mục tiêu để phấn đấu nhiều hơn. Trong tuần mộc khắc thổ, khuyên con giáp này cũng nên dành thời gian để trò chuyện với nửa kia của mình nhiều hơn. Trong khoảng thời gian vừa qua, vì quá chú tâm vào công việc mà dường như bạn hơi lạnh nhạt với người ấy. Tiếp theo là cẩm nang dượng dẫn cho tuổi Giáp Tý sinh 1984 trong tháng 9 âm lịch 2024. Khẩu quyết: sự nghiệp đối mặt với không ít thách thức, tài vận không có nhiều biến động, các khoản thu chững lại. Quý nhân là tuổi Thân và tuổi Hợi. Tiểu nhân là tuổi Mão và tuổi Dậu. Màu sắc may mắn là màu đen và màu xanh da trời. Con số may mắn 87, 73 và 64. Quý khán giả thân mến, trong suốt cuộc đời, tất cả chúng ta đều đã phạm nhiều nghiệp chướng, chẳng hạn như nói xấu người khác, chửi bới người khác, thậm chí phá thai, tà dâm và các nghiệp xấu khác. Những nghiệp xấu này có thể dễ dàng dẫn đến những hậu quả không hề tốt chút nào, gây ra khó khăn trong cuộc sống. Mọi chuyện không như ý xảy ra trong cuộc sống của chúng ta phần lớn là do nghiệp quá nhiều đang cản trở bạn. Một số người sinh ra với nghiệp bẩm sinh và phải chịu mọi điều không như ý, yếu đuối và bệnh tật, có những mối quan hệ rắc rối và hôn nhân không hạnh phúc, nghèo khó và không thể kiếm được nhiều tiền. Trong suốt cuộc đời, mang nghiệp chướng nhiều đời không có gì đáng sợ. Đáng sợ là dù có gánh nặng vẫn tạo nghiệp. Nếu bạn có thể làm nhiều việc thiện hơn và phát triển bồ đề tâm trong đời này, thì những việc xấu có thể được chuyển hóa thành kết quả tốt ở đời này, để bạn và cả gia đình sẽ nhận được phước lành, của cải dồi dào, tràn đầy phúc lành và không có bệnh tật hay tai họa. Gần đây, mọi việc không suôn sẻ, Đức Phật chỉ cho bạn ba cách này chắc chắn sẽ cải vận. Một, đọc kinh niệm chú để dưỡng tâm. Muốn học Phật phải áp dụng lời Phật dạy vào đời sống và dùng sự gia trì của chư Phật chư Bồ Tát để giải quyết những chấp trước tình cảm. Đức Phật và Bồ Tát dạy kiên trì tụng kinh niệm Phật mỗi ngày hay thậm chí chép tụng chú La Nghiêm, chú Đại Bi là một cách giải quyết khó khăn, theo Đức Phật cực hay. Nói tóm lại, bằng cách trau dồi và cải thiện tâm trí trong sáng, chúng ta có thể phòng vệ tốt hơn trước ảnh hưởng của những người xung quanh lên cảm xúc của mình. Đức Phật dạy cảm xúc và chấp trước cũng là giả và không có thật. Nếu lấy hàng giả làm hàng thật thì bạn sẽ bị lỗ nặng. Chúng ta thấy nhiều người tu hành Phật giáo rất vất vả, nhưng khi gặp tâm thái thì bản chất thực sự của họ lộ ra vẫn không thể buông bỏ được. Chấp trước chư Phật Bồ Tát cũng thở dài trước những biểu hiện của chấp trước và chấp trước đối với chúng sinh. Vì vậy,
Trong việc học Phật và tu tập Phật giáo, việc loại bỏ chấp trước tình cảm là điều ưu tiên hàng đầu. Có điều gì mà bạn không thể buông bỏ được về mặt cảm xúc? Cầu mong mọi người luôn an lạc với mọi hoàn cảnh trong cuộc sống, biết buông bỏ và không để tâm đến những điều không hay. A-di-đà Phật. Hai là thực hành bố thí. Việc thực hành bố thí là một trong những đức hạnh căn bản nhất để giải trừ khó khăn. Đức Phật đã từng giảng giải về đức hạnh bố thí. Đây là nền tảng đầu tiên mà những người làm công đức nên thực hành trước. Có ba loại bố thí là tài thí, pháp thí và vô úy thí. Trong ba loại bố thí này, Đức Phật đề cao pháp thí và bố thí. Pháp như trong kinh pháp của Phật dạy, pháp thí thắng mọi thứ. Sở dĩ Phật nói pháp thí thắng mọi thứ là vì chính pháp vi diệu có thể đem lại an lạc cho người nghe, người hành ngay hiện tại và mai sau. Giáo pháp này có thể diệt si mê một hình tướng của vô minh, có thể giúp chúng sinh thoát phiền não, khổ đau, sinh tử luân hồi cho đi. Không chỉ có thể giải thoát kẻ thù, chủ nợ, mà còn có thể cứu rỗi linh hồn của những vong linh ngoài kia để giúp bạn tạo phước. Từ đó cuộc sống sẽ suôn sẻ hơn. Dù bạn làm việc từ thiện nào cũng sẽ có những ân phước đặc biệt. Khi tâm bạn vui vẻ và thoải mái, bạn sẽ mang lại lợi ích cho bản thân và người khác. Thông qua việc bố thí, bạn không chỉ giúp đỡ người khác mà còn được hạnh phúc, xây dựng được những mối quan hệ tốt đẹp và hồi hướng công đức của mình để tiêu trừ nghiệp chướng, và cũng có thể tích lũy vô lượng công đức cho chính bạn. Ba là biết chấp nhận nghịch cảnh. Câu nói vạn vật đều do định mệnh không phải để chúng ta chấp nhận số phận, mà là dạy chúng ta cách nắm bắt đúng vận mệnh của chính mình. Mỗi người đều có nhân quả riêng. Chỉ cần chúng ta hành động theo nguyên lý nhân quả, chúng ta có thể kiểm soát được cuộc sống của chính mình trong cuộc đời này. Dù bạn gặp ai thì người ấy cũng chính là người nên xuất hiện trong cuộc đời bạn, và dù có chuyện gì xảy ra thì đó cũng là điều bạn nên trải qua. Vạn vật đều có dòng tuần hoàn, mọi thứ đều có quan hệ nhân quả, mọi thứ đều không thể giải thích được. Hãy làm những gì bạn nên làm và số phận sẽ không bao giờ phụ lòng những ai làm việc chăm chỉ, và nó sẽ sắp xếp mọi thứ cho bạn. Khi con người cảm thấy bất lực trước cuộc đời mình thì cho rằng trời đang nắm giữ. Thực tế không phải vậy. Mọi kết quả đều do chính chúng ta tạo ra. Vận mệnh của chúng ta luôn nằm trong tay chúng ta. Điều chúng ta vẫn cần biết là luật nhân quả, hiểu được cách gieo nhân để đạt được điều mình mong muốn. Cái gọi là việc tốt, quả báo tốt. Đây là sự thật. Số phận của một người không được quyết định bởi ý kiến của người khác, mà bởi suy nghĩ thân thể, lời nói và hành vi của chính người đó. Đừng để bị phiền muộn và lo lắng dây quanh bản thân, mà hãy cố gắng làm những việc tốt cho bản thân và quản lý cuộc sống của mình cho tốt. Thành thật với người thân và bạn bè, làm tròn trách nhiệm của mình trong cuộc sống. Chúng ta cũng cần biết rút lui để tiến bộ, đây cũng là một trí tuệ lớn trong cuộc sống. Rút lui không có nghĩa là bao dung hay hèn nhát, mà là sự kiên cường và sức mạnh thực sự. Rút lui chỉ là vẻ bề ngoài, và sẵn sàng ra đi mới là bản chất ở trần gian. Cũng giống như chốn tu thiền, chỉ có lùi một bước mới có thể tiến xa hơn, chỉ có khiêm nhường suy ngẫm mới có thể leo lên cao hơn. Trên đời, vạn vật hội tụ rồi chia ly đều do số phận, không cần phải vật lộn với buồn tủi, oán hận, hãy mỉm cười đối mặt và đừng phàn nàn. Quý vị thân mến, trên đây là tử vi của tuổi Giáp Tý sinh 1984 trong tháng 9 âm lịch 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả có một tháng mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.